thưa công đoàn trang tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe như là gọi là cái tổng kết của cuộc đời của mỗi con người chúa giêsu lấy cái dụ ngôn của một ông chủ trao cho các đệ tớ có người một nén có người hai nén có người năm nén và kết cục chúng ta thấy hai nén và năm nén lại xin lời một nén thì lại chôn giấu đi và rõ ràng điều này cho chúng ta thấy rằng chúa rất là nhân từ và rất là công bằng chúa trao khả năng tùy mỗi người chúa trao nhiều trao ít và chúng ta không được trách móc nhưng mà đứng trước cái chuyện mà chúa trao đó chúng ta hành xử như thế nào đó mới là chuyện quan trọng chúng ta có thể nói là chúa bất công cứ cho chúng ta một nén. Nhưng mà trong cái trạng thái một nén đó chúng ta làm gì? Hai nén chúng ta làm gì? Năm nén chúng ta làm gì? Hai nén ít mà, nhưng mà vẫn làm lợi. Nhưng mà một nén thì bi đát ở cái chỗ là là đi chôn giấu đi không làm lợi. Và chúng ta thấy trong cuộc đời có những người may mắn thì được đúng là năm nén, hai nén. Nhưng mà có người một nén thật sự và điều đó chúng ta thấy rất bình thường trong cuộc đời nhưng mà trong cái hoàn cảnh một nén đó chúng ta hành xử như thế nào thì chúng ta có thể nói rằng là uh, chúa sinh ra bất công là người khuyết tật này nọ nhưng mà anh như mình nhớ, nhớ có cái chàng gì đó nick vu gì đó thấy không rõ ràng không tay không chân nhưng mà với niềm tin vào thiên chúa anh đã sinh lợi quá nhiều và đặc biệt là anh tuyên xưng đức tin vào chúa giữa công chúng giữa mọi người anh tuyên xưng niềm tin vào chúa không tay không chân nhưng mà anh làm được biết bao nhiêu điều kỳ diệu hơn cả những người có tay có chân đầy đủ. Chúng ta thấy có nhiều người khuyết tật họ đã vượt qua số phận và họ đã sinh lợi những cái nén vàng, nén bạc mà Chúa trao cho. Ngày hôm kia có một anh chàng anh kể cho con nghe một vị linh mục nào đó bị cái lỗi nào đó đi thì bị gọi là bị gọi là bị không cho làm việc 3 năm rồi sau đó thì cha đó kiểu như dạng giống như là bị chán nản, không muốn làm việc, bị giống như là bị tâm thần nhẹ vậy. Thì con mới nói rằng là, ô, bất cứ trong cái hoàn cảnh nào mình dùng cái hoàn cảnh đó để vẫn xin lợi cho Chúa được mà. Có thể là mình bị loại trừ, có thể là mình bị giam cầm, có thể là mình không được làm một vụ đi. Có thể là mình không được làm cái gì đi. Nhưng mà trong cái khả năng Chúa ban mình vẫn làm được mà vẫn soạn bài giảng được, vẫn viết bài được, vẫn viết sách được, vẫn đọc sách được, không có khả năng viết thì đọc và nghe. Nghe xin lợi. Mà chúng ta nhớ được cái hình ảnh một rất đẹp của Đức cố Hồng Y Francisco Sever Nguyễn Văn Thuận. Đường Đường là một tổng giám mục. Một người tổng giám mục là chúng ta thấy quan trọng như thế nào. Nhưng mà với 13 năm tù với 13 năm biệt giam đó, ngài đã làm gì? ngày mỗi ngày vẫn dân thánh lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn viết năm chiếc bánh và hai con cá. Viết cuốn sách đường hy vọng ở trong tù, không làm được cái gì cả. Chúng ta nghe được cái tâm sự của Ngài chán trường nhiều khi đi trong bao đêm đen của đời sống đức tin, Ngài không làm được gì cả. Bởi vì bị ràng buộc, bị đem vô một cái chiếc xe bít bùng chở đi tới cái trại giam cây vông ở ngoài Nha Trang đó, nhốt ngài trong đó và lao tù bi đát khổ sai tù phải là tù khổ sai nhưng đức cố hồng y francisco xavier nguyễn văn thuận đã dệt đến cái cuộc đời của mình trong những ngày tháng tù đầy đó bằng con đường hy vọng bằng năm chiếc bánh và hai con cá và sau này những cái bài viết bài giảng của ngài ảnh hưởng rất nhiều trên nhiều tâm hồn trong cảnh tù đầy có ai đau khổ như cha thuận không hay là có ai mà đau khổ như Teresa hài đồng với xu không? Nghe chuyện kể lại là khi giặt đồ bị chị em nó còn tạt xà bông vô mặt của mình. Có ai đau khổ như thế không? Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó Teresa Hà Đồng Giêsu vẫn sống, vẫn tuyên xưng niềm tin và bày tỏ tình yêu của Chúa trong cuộc đời này. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ở trong cái hoàn cảnh đó chúng ta vẫn tỏa sáng. Chúng ta nhìn thấy cái cây sen không? Nó nằm ở trong cái đống bùn đó hôi tanh vô cùng nhưng mà nó vẫn tỏa cái hương thơm ngào ngạt. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Gia đình tôi thế này thế kia, chồng tôi thế này thế kia, con tôi như thế này thế kia. Có ai hoàn cảnh như tê, như Monica hay không? Người con thì không ra gì, người chồng thì cũng chẳng ra chi, nhưng Monica vẫn tỏa sáng cuộc đời của mình hoàn cảnh đó chúng ta cứ hay đổ thừa cho hoàn cảnh nhưng mà chúng ta không biết vực lên, chúng ta không biết làm sáng tỏ cái đời sống đức tin của chúng ta trong cái hoàn cảnh bi đát của cuộc đời. Mấy hôm nay khi mà làm cái tin thế giới thì con mới ngạc nhiên rằng là thấy Đông Timor, một cái đất nước rất nghèo nhưng mà 98% tỷ lệ người công giáo đó, rất cao. Đừng đổ lỗi cho nghèo đói, họ không tin Chúa, dù họ nghèo, họ đói, họ vẫn tin Chúa đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ lỗi cho kinh tế, mà hãy đổ lỗi cho trách nhiệm cho mỗi người chúng ta. Ngày phán xét, Chúa sẽ hỏi mỗi chúng ta về cách chúng ta sống những việc chúng ta đã làm và chúng ta có xin lợi cho Chúa hay không. Hoàn cảnh của chúng ta có bi đát như Teresa hài đồng, Giêsu như Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hay không? Tất cả trong cái hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, các ngài vẫn tỏa sáng, các ngài vẫn xin lợi những cái nén bạc mà Chúa trao ban. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta coi Chúng ta có xin lợi tất cả những gì Chúa ban hay không Thiết nghĩ rằng là bất cứ hoàn cảnh nào Có thể là một cái người bán cá Có người thể là một người bán tập hóa Có thể là một người công nhân Có thể là một người nông dân Chúng ta vẫn tỏa sáng đời sống đức tin Trong cái hoàn cảnh của chúng ta Vấn đề quan trọng là chúng ta có tỏa sáng hay không Chúng ta có xin lợi những cái nén bạc Chúa ban hay không Bây giờ chúng ta nhìn thấy đi Các cha, các sơ ở nhà hưu dưỡng đi sau một thời gian miệt 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 mài đi loan báo tin mừng các ngài đi về với những nhà hưu dưỡng đó chẳng lẽ là vô dụng ở trong những nhà hưu dưỡng đó các ngài vẫn đọc kinh lần chuỗi cầu nguyện cho chúng ta cầu nguyện cho giáo hội trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cái thời gian nghỉ dưỡng đó ở dòng tên khi mà đọc cái bản cáo phó rất là hay cái thời gian đó là thời gian mà linh mục đó kết hợp mật thiết với chúa trong đời sống cầu nguyện chúng ta thấy không đâu có gì là vô ích đâu có thể mình không có hoạt động đi ngoài ở ngoài đường là rao giảng mình không làm việc bác ái nhưng mà ngang qua cái đời sống cầu nguyện mình cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho mọi người và đặc biệt cầu nguyện cho chính mình. Và vì thế chúng ta hãy nhìn đến cái ngày cuối cùng của chúng ta chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa, chúng ta phải tổng kết cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa. Để rồi trong bất hoàn cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải xin lợi những cái nén bạc mà Chúa trao ban. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh mà hãy đổ lỗi cho chính mình.